Miss Saigon, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Xin chào mọi người, và đây chính là sân Mỹ Đình mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào ngày mai. Thì bây giờ sẽ là phần tập luyện của Việt Nam cũng như là Malaysia, thì chúng ta sẽ vào sân để xem. Thật sự rất là tò mò, sau khi mình đã đi Qatar một tháng thì không biết là bây giờ tình hình bóng đá nước nhà như nào rồi. Hãy cùng vô sân nhé mọi người nhé. Và ngay phía ngoài đây chúng ta thấy là có một chiếc xe của đội tuyển Việt Nam chúng ta rất đẹp luôn. Và hôm nay thì có cả Trung Dương đi cùng mình mọi người nhé. Và đây thì mình đã làm thẻ Trung Dương ở đây, siêu đẹp trai Dương Việt Trung nhé. Thì Trung Dương lát nữa sẽ cho anh em xem những cảnh bóng đá tập luyện trong sân nhé. Đấy, còn mình thì sẽ làm TikTok cho anh em xem, còn đâu thì phần YouTube này thì Trung Dương sẽ lo cho anh em. Ok không? Mọi người muốn xem những cái gì ở trong một buổi tập này thì cứ comment nhé, để những cái buổi tập lần sau thì mình sẽ trả lời cho mọi người. Ok, đi đi nào. Lúc này thì các cầu thủ của chúng ta đang bước xuống xe để chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày hôm nay nha mọi người. Văn Thanh, Duy Mạnh, Tuấn Hải, Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Văn Toàn. Đây là các cầu thủ của chúng ta sẽ đi vòng theo một đường khác, không phải đi trực tiếp vào sân. Chính là Quang Hải. Mình có hỏi Quang Hải là có khỏe không và em ấy nói là vẫn ok nha. Hy vọng là trận sau chúng ta có thể thấy Quang Hải được ra sân ở đội hình chính. Thủ môn Văn Toàn, thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Quyết, Văn Đức, Nguyễn Phong Hồn Duy, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Tấn Tài, Thành Trung và Đặng Văn Lâm là những người đi xuống xe cuối cùng. Người xuống xe cuối cùng đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Phải nói là trong buổi tập ngày hôm nay có rất đông phóng viên đến đây và tác nghiệp giống như bọn mình. Trong buổi tập cuối chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và chiều ngày mai thì Quang Hải và các đồng đội được huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu khởi động trên đường pit tại sân Mỹ Đình. Còn bây giờ thì các cầu thủ sẽ di chuyển vào trong sân để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo. Trận đấu với Malaysia được diễn ra vào ngày mai và được thầy Park rất là quan tâm, bởi vì đây không phải trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, mà đây còn là trận quyết định cho ngôi đầu bảng. Thầy Park đang có những trao đổi rất là kỹ càng với các thủ môn của chúng ta. Cuộc trao đổi diễn ra được khoảng gần 10 phút. Trong đó thầy Park thì đặc biệt lưu ý việc ra vào khu vực cấm địa, việc bắt bóng của các thủ môn, nhất là Đặng Văn Lâm, thủ môn sẽ bắt chính ở trận đấu tiếp theo. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà Malaysia chơi bóng bổng rất tốt. Lúc này thì Văn Lâm và Văn Toàn của chúng ta đã bắt đầu khởi động rồi. Ở trận đấu trước thì thủ môn của chúng ta khá là nhàn rỗi khi không phải hoạt động mấy trong khung thành. Chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí tập luyện rất tập trung và khẩn trương ở đội tuyển Việt Nam, bởi trận đấu với Malaysia có tính chất rất quan trọng. Ông Park luôn ưu ái cho các cầu thủ chơi bài phòng ngự phản công, và bên cạnh đó thì cũng kiểm tra luôn cho các học trò của mình về khả năng tốc độ và khả năng bật nhảy, phối hợp. Ở những giải đấu trước đó thì chúng ta đã liên tiếp thắng Malaysia, nhưng không phải vì thế mà chúng ta chủ quan được. Những bài tập bứt tốc như thế này cũng là một vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới.
Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận ông đã chịu rất nhiều áp lực ở giải đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Do Hà Nội rất lạnh nên là mặt sân Mỹ Đình chưa thực sự đạt chuẩn chất lượng tốt nhất. Đây là Văn Hậu, tác giả của cú vỉa má ngoài vào lưới đội tuyển Lào. Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn, không chỉ là vị trí đầu bảng B, mà còn là cuộc so tài giữa hai huấn luyện viên người Hàn Quốc. Quang Hải sau khi trở về Việt Nam thì đã tập luyện trở lại trong các buổi tập gần đây. Tiền vệ đội tuyển Bao FC bắt nhịp khá tốt với các cầu thủ khác và thực hiện đầy đủ các bài tập mà huấn luyện viên đưa ra. Cũng lâu rồi chúng ta chưa được xem những màn trình diễn của Quang Hải. Quang Hải chắc chắn sẽ vẫn là nhân tố rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia. Trận đấu được xem là trận chung kết của bảng B diễn ra vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 12. Quang Hải không gặp bất cứ khó khăn gì trong suốt quá trình tập luyện. Đây là tín hiệu đáng mừng của đội tuyển Việt Nam. Trước phong độ thi đấu ổn định trong suốt thời gian qua thì Đặng Văn Lâm sẽ tiếp tục là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của đội tuyển Việt Nam và cũng là sự lựa chọn số 1 của thầy Bắc. Còn bên này thì Tuấn Anh đang tỏ ra rất hào hứng trong bài tập đánh đầu. Thầy Bắc cho các cầu thủ tập luyện rất kỹ về phần đánh đầu bởi vì Malaysia là một đội chơi không chiến rất tốt. Còn đây là thời gian tập luyện của đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Malaysia thì tập luyện muộn hơn so với đội tuyển của chúng ta. Của chúng ta tập luyện lúc 5 giờ chiều thì đội tuyển Malaysia tập lúc 19 giờ. Malaysia đã thắng 2 trận mở màn tại AFF Cup 2022 trước Myanmar và Lào. Ở trận đấu với chủ nhà Myanmar, huấn luyện viên Kim Bangon đã cho thấy khả năng phòng ngự tốt và tấn công không tồi ở hiệp 2 trong trận thắng Lào sau khi tung các cầu thủ chủ chốt vào sân. Cũng chính vì thế, thầy Park và các học trò không thể chủ quan trong trận đấu gặp Malaysia. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đánh giá rất cao các ngoại binh của Malaysia và dặn các học trò cần phải thi đấu tập trung để giành chiến thắng trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B. Năm nay đội tuyển Malaysia có những 6 cầu thủ ngoại trong đội hình ở AFF Cup. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng đón chờ trận đấu vào ngày mai lúc 19:30 để đón xem đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Chúng mình sẽ tiếp tục đưa những tin mới nhất đến cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!